Sáng nay, Ban Thường vụ huyện Đoàn Bắc Tân Uyên phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt khối xã thị trấn năm 2023. Tham gia lớp tập huấn trong thời gian 2 ngày, 120 học viên nghe triển khai học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, nghe thông tin thời sự gắn với kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên phủ 7 tháng 5 năm 1954 7 tháng 5 năm 2023. Đồng thời các học viên được tập huấn kỹ năng công tác tổ chức xây dựng đoàn, công tác đoàn vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn, kỹ năng viết tin bài và sử dụng các phần mềm để viết tin bài, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn, hướng dẫn một số nội dung về thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp gắn với chuyển đổi số trong sản xuất. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị lý luận, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt khối xã thị trấn cập nhật bổ sung nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay